Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối của đài truyền hình Trà Vinh hôm nay thứ tư ngày 31 tháng 1. Trong chương trình thời sự tối nay gồm có những nội dung đáng chú ý sau. Đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh chúc tới các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trong không khí nhộn nhịp của những ngày cuối năm, các hoạt động sản xuất rau màu cũng được thực hiện từ sớm nhằm đáp ứng kịp thời và đầy đủ lượng hàng ra thị trường vào dịp Tết. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 31 tháng 1, đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh đã đến thăm và chúc Tết các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố Trà Vinh nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đoàn đã đến thăm và chúc Tết các chùa Long Khánh ở phường 3 và chùa Bình Phước ở phường 4 thành phố Trà Vinh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái đã thông tin đến các vị chức sắc trụ trì các chùa và đồng bào Phật tử về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2023. Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian qua, hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng theo các quy định, phát huy tinh thần để đoàn kết toàn dân tộc, sống tốt đời đẹp đạo. Nhân dịp Tết đến xuân về, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng năm mới đến các vị chức sắc, trụ trì các chùa và đồng bào Phật tử dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Đồng thời mong muốn các vị tiếp tục cùng cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân trong tỉnh đồng hành và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt công tác phật sự, đoàn kết, hòa hợp, lan tỏa những kết quả hoạt động từ thiện xã hội tốt đẹp để góp phần cùng chính quyền, các đoàn thể và mặt trận tổ quốc các cấp thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Các vị trụ trì các chùa cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc các cấp trong các hoạt động phật sự, sinh hoạt các lễ hội tín ngưỡng, từ thiện xã hội của các chùa. Qua đó mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các ngành đoàn thể trong tỉnh, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con Phật tử thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng tỉnh Trà Vinh ngày càng giàu đẹp. Chiều hôm qua ngày 30 tháng 1, đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long. Trong không khí vui tươi phấn khởi mừng xuân Giáp Thìn, đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh đã thông tin đến lãnh đạo Tỉnh ủy Vĩnh Long về một số thành tựu mà tỉnh Trà Vinh đã đạt được trong năm 2023. Nổi bật là tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 26 trên 27 chỉ tiêu nghị quyết, tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 8,25%, quy mô nền kinh tế đạt trên 83.300 tỷ đồng, thu ngân sách đạt trên 130% dự toán. Đặc biệt, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến cuối năm 2023, 100% xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đều đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 11 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời, tỉnh có 8 trên 9 huyện, thị xã, thành phố đã được công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Một huyện còn lại đang chờ chính phủ quyết định công nhận. Cùng với đó, đời sống của người dân cũng không ngừng được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 81 triệu đồng một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn gần 1,2%. Tỷ lệ hộ cận nghèo còn trên 2,3%. Trên lĩnh vực quốc phòng an ninh được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị cũng được tăng cường, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí Lâm Minh Đằng cho rằng, những kết quả mà tỉnh Trà Vinh đạt được trong năm 2023 là sự nỗ lực quyết tâm của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Bên cạnh đó còn có sự giúp đỡ, hỗ trợ rất lớn của chính phủ, các bộ ngành trung ương và nhiều tỉnh thành bạn. Trong đó có tỉnh Vĩnh Long là tỉnh có lịch sử truyền thống gắn bó với tỉnh Trà Vinh. Qua đây, đồng chí Lâm Minh Đằng mong rằng tình đoàn kết giữa hai tỉnh sẽ ngày càng bền chặt hơn và tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển. Nhân dịp mừng xuân mới, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh, đồng chí Lâm Minh Đằng chúc Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long cùng các ngành các cấp và nhân dân của tỉnh năm mới hạnh phúc và thành công, chúc Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long luôn phát triển. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long, đồng chí Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn tỉnh Trà Vinh đã gắn bó hỗ trợ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long trong quá trình phát triển của tỉnh thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Thành Thế chúc Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Trà Vinh đón năm mới nhiều thắng lợi mới và sẽ sớm hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.
Cũng trong chiều hôm qua, đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm tặng quà và chúc Tết đồng chí Nguyễn Ký Ức, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cửu Long và gia đình đồng chí Trịnh Văn Lâu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cửu Long, hiện đang sinh sống ở thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Lâm Minh Đằng đang cần thăm hỏi tình hình đời sống sức khỏe của các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cửu Long, đồng thời cũng thông tin về một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế xã hội mà tỉnh Trà Vinh đạt được trong năm 2023. Trước thềm đón xuân mới 2024, đồng chí Lâm Minh Đằng chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Cửu Long và gia đình luôn mạnh khỏe và hưởng một mùa xuân mới hạnh phúc, nhiều niềm vui. Ngày 30 tháng 1, ông Đặng Quốc Khởi, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trà Vinh đã đến thăm chúc Tết các gia đình và đơn vị trên địa bàn thị xã Duyên Hải. Trong chuyến đi, đoàn đã đến thăm gia đình đồng chí Nguyễn Văn Tiết, nguyên Viện trưởng Viện Ngân sách Nhân dân tỉnh Trà Vinh và các gia đình chính sách, hộ nghèo khác trên địa bàn thị xã Duyên Hải. Tại các nơi đến thăm, ông Đặng Quốc Khởi ân cần thăm hỏi sức khỏe, hoàn cảnh các gia đình và bày tỏ sự trân trọng với những đóng góp và cống hiến của các gia đình đối với tỉnh nhà. Dịp này, ông Đặng Quốc Khởi cũng trao tặng tay những phần quà Tết, chúc các gia đình đón một năm mới an khang, hạnh phúc. Cùng ngày, ông Đặng Quốc Khởi, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trà Vinh đã đến thăm chúc Tết tại Hải đội 2, xã Trường Long Hòa và đồn biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải. Phát biểu tại đây, ông Đặng Quốc Khởi biểu dương sự đóng góp tích cực của các đơn vị vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian qua, đồng thời thông tin thêm về kết quả thực hiện nghị quyết của tỉnh ủy, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Ông Đặng Quốc Khởi mong muốn các đơn vị sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ, làm tốt hơn nữa việc cứu hộ, cứu nạn trên biển, góp phần bảo vệ nhân dân vùng biển khi xảy ra những tình huống không mong muốn. Cũng nhân dịp năm mới, ông Đặng Quốc Khởi đã trao những phần quà Tết đến các đơn vị và chúc các cán bộ chiến sĩ cùng gia đình, người thân năm mới nhiều sức khỏe, đón một mùa xuân vui tươi, hạnh phúc và thành công. Ngày 30 tháng 1, đồng chí Nguyễn Thị Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà và chúc Tết các gia đình chính sách và cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện Châu Thành. Đoàn đã đến thăm chúc Tết và trao tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện, mỗi phần quà tặng trị giá 1 triệu đồng, thăm và chúc mừng tại chùa Liên Quang, nhà dưỡng lão Liên Bửu, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Thị Minh Tâm gửi lời chúc mừng năm mới vui tươi, an lành, hạnh phúc đến các hộ gia đình, các chức sắc, tăng ni Phật tử. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Tâm ân cần thăm hỏi sức khỏe, hoàn cảnh các gia đình chính sách và bày tỏ lòng tri ân trước sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông, tích cực tham gia phong trào ở địa phương. Các vị chức sắc tôn giáo luôn vận động nhân dân đoàn kết, thực hiện tốt chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước, thể hiện sự gắn bó giữa đạo và đời, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ngày 29 tháng 1, đại tá Trần Xuân Ánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đến thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Càng Long. Tại mỗi nơi đến, đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, hoàn cảnh gia đình và ôn lại truyền thống hào hùng của các thế hệ đi trước trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giám đốc Công an tỉnh mong muốn mỗi gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực tham gia xây dựng gia đình, quê hương ngày càng giàu đẹp. Nhân dịp Tết đến xuân về, đại tá Trần Xuân Ánh kính chúc các gia đình năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý. Đại diện các gia đình gửi lời cảm ơn chân thành đến Giám đốc Công an tỉnh, Huyện ủy Càng Long, chính quyền địa phương đã dành sự quan tâm, động viên, giúp đỡ trong thời gian qua và hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Ngày 29 tháng 1, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đến thăm chúc Tết các gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Trà Vinh qua các thời kỳ, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại các nơi đến thăm, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã đến thăm gia đình đồng chí Phạm Thái Bường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy ở phường 2, quận 10 và gia đình đồng chí Mười Thanh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh ở phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Nguyễn Quỳnh Thiện đang cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống kinh tế của các thân nhân gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh ủy Trà Vinh qua các thời kỳ. Qua đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh cũng đã thông tin khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Trà Vinh năm 2023 và gửi lời chúc mừng năm mới đến thân nhân gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh ủy Trà Vinh đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 an lành, hạnh phúc. Đại diện thân nhân gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh ủy Trà Vinh qua các thời kỳ đã bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Trà Vinh đã đạt được trong năm 2023,
Qua đó mong muốn thế hệ lãnh đạo tỉnh Trà Vinh hiện nay tiếp tục giữ vững, phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn để đạt được những thành tựu nổi bật hơn nữa, đưa Trà Vinh trở thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực trước năm 2030 như mục tiêu đã đề ra. Nhân dịp mừng xuân Giáp Thìn năm 2024, Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tiểu Cần phối hợp với Ban liên lạc Đồng Hương tổ chức buổi họp mặt với hơn 100 đại biểu là người con quê hương Tiểu Cần đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng tham dự. Theo thông lệ hàng năm, cứ vào dịp Tết Nguyên Đán, lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tiểu Cần đều tổ chức họp mặt với bà con đồng hương huyện Tiểu Cần tại thành phố Hồ Chí Minh để thông báo về tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà trong năm qua. Đồng thời làm cầu nối để những người con xa xứ có dịp gặp gỡ, giao lưu, tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Thông tin với bà con đồng hương, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần cho biết, năm 2023, với sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế, sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân nên tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh của huyện Tiểu Cần tiếp tục ổn định, thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện trong năm 2023 ước đạt hơn 10.041 tỷ đồng, tăng 13,59% so cùng kỳ. Tổng số vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 2.750 tỷ đồng, tăng gần 14% so cùng kỳ. Tổng thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện ước đạt trên 82 triệu đồng một người một năm, tăng hơn 8 triệu đồng so với năm 2022. Công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2023, có 9 trên 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Và huyện Tiểu Cần cũng gửi hồ sơ đề nghị Trung ương kiểm tra công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đạt được những kết quả trên, có một phần đóng góp tích cực của Ban liên lạc Hội đồng hương huyện Tiểu Cần tại thành phố Hồ Chí Minh đã vận động các tổ chức cá nhân là người con quê hương đóng góp hỗ trợ hơn 1,2 tỷ đồng để xây dựng một số công trình cầu, đường giao thông, nhà đại đoàn kết, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo. Đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương, tiềm năng thế mạnh của vùng đất Tiểu Cần anh hùng đến bạn bè trong nước, góp phần thu hút nhiều dự án đầu tư phát triển cho địa phương. Thông qua buổi họp mặt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần cũng mong muốn bà con đồng hương tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giáo dục con cháu luôn phát huy truyền thống cách mạng, lòng yêu quê hương, phấn đấu lao động học tập để có điều kiện hướng về cơ sở và góp phần xây dựng quê hương Tiểu Cần ngày càng giàu đẹp. Ngày 29 tháng 1, ông Nguyễn Hoàng Khải, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cầu Kè cùng lãnh đạo các ban ngành huyện đã đến thăm tặng quà chùa Dạng Hòa, chùa Hòa Bình ở thị trấn Cầu Kè, chùa Phước Tường ở xã Phong Phú và ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Cầu Kè. Tại các nơi đến, ông Nguyễn Hoàng Khải đang cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp đầy ý nghĩa của các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo vào sự phát triển chung của huyện, đặc biệt là trong công tác nhân đạo từ thiện xã hội. Qua đó đã góp phần giúp huyện triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội. Qua đây, Bí thư Huyện ủy Cầu Kè cũng mong muốn các vị hòa thượng, thượng tọa, chức sắc các tôn giáo trong thời gian tới tiếp tục là đầu tàu trong phong trào vận động và giáo dục bà con Phật tử chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, ý thức cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, nhà nước, đi ngược lại với lợi ích quốc gia, dân tộc, tích cực tham gia và gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Cùng ngày, ông Nguyễn Quang Khải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cầu Kè đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Út ở xã Ninh Thới, mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Hà ở xã Châu Điền và mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tư ở xã Thông Hòa. Tại các nơi đến thăm, ông Nguyễn Quang Khải đang cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh to lớn của các mẹ trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Bí thư Huyện ủy Cầu Kè khẳng định đất nước ta có được độc lập tự do như ngày hôm nay là nhờ sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ, đặc biệt là sự hy sinh thầm lặng của các mẹ Việt Nam anh hùng. Chính vì vậy, nhiệm vụ chăm sóc phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng hôm nay luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành địa phương quan tâm thực hiện tốt, nhằm kịp thời động viên các mẹ về tinh thần và vật chất, giúp cho các mẹ chơi bớt đi những nỗi đau, sống vui, sống khỏe, tiếp tục giáo dục con cháu phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương đất nước ngày càng phồn vinh, giàu đẹp. Ngày 29 tháng 1, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Càng Long tổ chức họp mặt mừng 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 1930, 3 tháng 2 2024, mừng xuân Giáp Thìn năm 2024. Trong không khí đầm ấm nghĩa tình, đồng chí Quỳnh Thị Hằng Nga, Bí thư Huyện ủy phát biểu ôn lại kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Năm qua, huyện Càng Long đã tập trung cả hệ thống chính trị phát huy tiềm năng và lợi thế của địa phương, phát triển tình hình kinh tế xã hội, đạt nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng đạt 11,16%, tổng giá trị sản xuất toàn ngành đạt 12.734 tỷ đồng. Trong đó, giá trị các ngành đều tăng so cùng kỳ. Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội đạt 3.300 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng một người một năm. Đồng chí Quỳnh Thị Hằng Nga bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ. Sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của tỉnh, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp của huyện, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thời gian qua đối với sự phát triển chung của huyện, góp phần tạo nên những dấu ấn nổi bật năm 2023 và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị của huyện. Bí thư huyện ủy mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo quý báu của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sự đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ để huyện Càng Long ngày càng phát triển, giàu mạnh, văn minh. Nhân dịp này, Ban Thường vụ huyện ủy Càng Long trao huy hiệu đảng cho 35 đồng chí cao niên tuổi đảng. Thị ủy Dương Hải vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác tháng 2 năm 2024 và các hoạt động mừng đảng mừng xuân Giáp Thìn. Đồng chí Dương Hiền Hải Đăng, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy Dương Hải chủ trì hội nghị. Chuẩn bị Tết Giáp Thìn năm 2024, thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã tổ chức Tết quân dân năm 2024 tổ chức tại xã Long Hữu. Thời gian diễn ra trong 3 ngày từ ngày 3 tháng 2 đến ngày 5 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày 24 đến ngày 26 tháng Chạp, gắn với họp mặt mừng đảng mừng xuân Giáp Thìn năm 2024. Thị ủy thành lập đoàn cùng với các xã phường tổ chức thăm tặng quà gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, cán bộ hưu và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn. Để tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vui xuân đón Tết, thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã, các xã phường đã tổ chức vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong ngoài tỉnh tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Bình quân mỗi hộ nghèo được hỗ trợ 1,7 triệu đồng, hộ cận nghèo trên 1 triệu đồng và thăm hỏi gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình già yếu neo đơn, công nhân bị tai nạn lao động. Ngoài ra, thị xã Duyên Hải sẽ tổ chức bán pháo hoa tại bờ kè sông Long Toàn vào đêm 30 Tết với tinh thần vui tươi, đoàn kết, tiết kiệm. Nhìn chung, để đảm bảo tình hình trước, trong và sau Tết, các lực lượng vũ trang xây dựng kế hoạch đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên Đán đảm bảo an toàn. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Hiền Hải Đăng, bí thư thị ủy Duyên Hải nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm, nhất là chuẩn bị cho công tác Tết quân dân sắp diễn ra, thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2024, dự báo tình hình chăn nuôi trồng trọt, tập trung chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình, kiểm tra đầu vào, đầu ra thuốc hóa chất trong chăn nuôi, kiểm tra môi trường, sắp xếp chỉnh trang đô thị cũng như các chợ phường xã sản xuất hàng hóa chủ lực, kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt thực hiện công tác nhân sự cho Đại hội Mặt trận Tổ quốc sắp tới. Ngày 29 tháng 1, Hội bảo trợ người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh Trà Vinh thăm tặng quà cho trẻ em bị khuyết tật và trẻ mồ côi ở thành phố Trà Vinh. Thăm và trao tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi mỗi dịp Tết đến xuân về là hoạt động thường xuyên mà các cấp, các ngành và toàn thể xã hội cùng chung tay hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật cả về vật chất lẫn tinh thần để người người có Tết, nhà nhà có Tết. Mỗi phần quà mà Hội bảo trợ người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh Trà Vinh trao tặng gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt, tuy không lớn nhưng có ý nghĩa về tinh thần, kịp thời động viên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để có thêm điều kiện đón Tết vui tươi đầm ấm. Đồng thời, thể hiện truyền thống tương thân tương ái, chia sẻ cộng đồng và xã hội trong việc chăm lo đời sống cho người nghèo, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua đây, họ tiếp tục kêu gọi các mạnh thường quân phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục quan tâm, chăm lo cho các đối tượng yếu thế, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn để có điều kiện vui đón Tết. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Trong không khí nhộn nhịp của những ngày cuối năm, các hoạt động sản xuất hàng hóa, chăm sóc hoa, trái cây Tết trên địa bàn tỉnh đang diễn ra sôi nổi. Đối với rau màu, việc canh tác cũng đang được thực hiện từ sớm nhằm đáp ứng kịp thời và đầy đủ lượng hàng ra thị trường vào dịp Tết. Phóng sự sau đây được thực hiện tại vườn rau màu thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Rinfarm Trà Vinh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vườn rau màu của anh Trần Thái Bảo, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Rinfarm Trà Vinh, được trồng theo phương pháp thủy canh trong nhà màng với hệ thống tưới tiêu và làm mát hoàn toàn tự động. Với diện tích 1.000 m2,
Hiện ở vườn đang trồng rau màu các loại như tần ô, bó xôi, cải thìa, cải ngọt, cải bà xanh và cải dúng. Hàng ngày, rau sẽ được thu hoạch vào sáng sớm và tiến hành đóng gói sẵn sàng vận chuyển ra thị trường. Khâu đóng gói được thực hiện sạch sẽ, tỉ mỉ từ lặt rễ, bó gốc, cân ký và chô bọc với định lượng mỗi gói bán ra là 0,5 kg. Sau khi thu hoạch, các vàng trồng thủy canh sẽ được vệ sinh sạch sẽ và tiến hành trồng mới trong ngày. Cây con được ôm trong vườn ôm trong từ 10 đến 15 ngày trước khi gieo vào vàng trồng. Anh Trần Thái Bảo cho biết số lượng gieo trồng từng loại rau sẽ dao động tùy vào nhu cầu của khách hàng cho hiện tại. Toàn bộ rau tại vườn chỉ cung ứng theo đơn đặt hàng của siêu thị, không qua thương lái. Với thời gian từ ôm trồng đến thu hoạch là 30 đến 35 ngày các loại, để cung ứng đủ thị trường ngày Tết, các siêu thị đã đặt hàng trước đó 1 tháng. Phục vụ thị trường rau Tết thì cách đây 30 ngày thì công ty đã cho xuống giống số lượng là nhiều hơn gấp rưỡi để kịp cung ứng cho thị trường Trà Vinh hiện tại. Hiện tại thì công ty trách nhiệm huyện Greenfarm Trà Vinh đang cung cấp cho các chuỗi siêu thị Go và siêu thị Coop Trà Vinh và các siêu thị Go và Coop ở đồng bằng sông Cửu Long thì giá hiện tại dao động từ 35 đến 40 ngàn một ký rau. Nói về quy trình chăm sóc rau thủy canh, anh Bảo cho biết mô hình này đòi hỏi ít công chăm sóc hơn so với thổ canh truyền thống, chủ yếu tận dụng ưu thế của công nghệ kỹ thuật hiện đại, năng suất lại còn tăng hơn nhiều do ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường bên ngoài. Tuy nhiên, để đảm bảo sự đồng đều và năng suất tốt nhất cho rau, hàng ngày, nhân công tại vườn sẽ đi theo dõi tầm soát lá xấu và sâu hại lá. Muốn rau thu hoạch đạt tiêu chuẩn thì việc tầm soát này rất quan trọng. Từ xuất phát điểm là mong muốn sử dụng nông sản sạch, hữu cơ, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, anh Bảo đã học hỏi nghiên cứu từ các vườn trồng lớn ở Đà Lạt rồi về quê nhà thực hiện. Đến nay, anh là một trong những nông dân thành công trong lĩnh vực trồng rau thủy canh. Anh Bảo cho biết, lúc mới thực hiện mô hình này, anh nhận thấy nhu cầu của thị trường còn thấp nên lượng tiêu thụ khá chậm. Đến nay, qua quan sát thấy xu hướng tiêu dùng của khách hàng đối với rau sạch đã tăng hơn rất nhiều và anh cũng nhận được nhiều phản hồi tốt từ phía khách hàng. Hiện tại, mỗi ngày lượng rau tại vườn thu hoạch và bán ra thị trường khoảng từ 200 cho đến 250 kg các loại. Ưu điểm của việc trồng rau thủy canh trong nhà màng đó là hạn chế được tối đa bị sâu bệnh xâm nhập và được tránh được mưa, thời tiết tác động bên ngoài. Qua đó mình sẽ hạn chế được tối đa hoặc là không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo sức khỏe an toàn cho người tiêu dùng. Năng suất thì nó ổn định nên doanh thu và lợi nhuận nó được cũng ổn định kéo theo, ổn định sự ổn định theo. Qua khoảng thời gian công ty hoạt động được 5 năm thì lúc ban đầu thì người dân vẫn còn bỡ ngỡ và chưa quen sử dụng rau thủy canh. Nhưng mà qua thời gian 5 năm thì cái nhận biết của người dân thấy được cái sự hiệu quả, cái sự có lợi ích của rau thủy canh là rau sạch trồng trong bằng công nghệ cao, đạt dinh dưỡng cao và bảo vệ được sức khỏe người dân, nên hiện tại thì cái người tiêu dùng cũng đã dần thích nghi và đã sử dụng nhiều hơn. Hiện nay các vàng rau thủy canh phục vụ thị trường Tết đang phát triển rất xanh tốt. Anh Bảo chia sẻ thêm, thời điểm cận Tết, khí hậu mát mẻ là thời gian thuận lợi cho các loại rau phát triển tốt cũng như đạt được năng suất tốt nhất. Hiện công tác gieo trồng và thu hoạch tại vườn đang diễn ra theo đúng tiến độ và theo dự kiến sẽ thu hoạch đợt cuối trong vòng 10 ngày tới để đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu thụ trong dịp Tết của người tiêu dùng. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo khí tượng thủy văn đêm nay và ngày mai. Theo tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Trà Vinh, dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, 1 tháng 2 năm 2024, mây thay đổi không mưa, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ. Mực nước trên các sông chính trong tỉnh, trên sông Cổ Chiên tại Dàm Trà Vinh 145 cm, thấp hơn ngày hôm nay 5 cm. Trên sông Hậu tại thị trấn Cầu Quan 145 cm, thấp hơn ngày hôm nay 3 cm. Độ mặn cao nhất trên sông Long Toàn tại Long Toàn 12,4 phần ngàn, nhỏ hơn cả hôm nay 1 phần ngàn. Độ mặn cao nhất trên sông Hậu tại Trà Kha 10 phần ngàn, nhỏ hơn cả hôm nay 1,3 phần ngàn. Tại Cầu Quan 1,5 phần ngàn, nhỏ hơn cả hôm nay 0,5 phần ngàn. Độ mặn cao nhất trên sông Cổ Chiên tại Hương Bỉ 7,5 phần ngàn, nhỏ hơn cả hôm nay 0,5 phần ngàn. Trà Vinh 2,5 phần ngàn, nhỏ hơn cả hôm nay 0,5 phần ngàn. Thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, biển động nhẹ. Vùng biển Cà Mau, Kiên Giang và Phú Quốc mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió hướng đông cấp 3, cấp 4, biển bình thường.